ơn các fan bóng đá, Mr. Zero đã quay trở lại rồi đây. Minh Vương, Tiến Linh và Lộc cầu thủ chia tay bạn gái trong năm 2019. Là cặp đôi cầu thủ hooker khá kín tiếng trong đội tuyển Việt Nam, chuyện tình cảm của tiền vệ Minh Vương và bạn gái Nguyên Nguyên du học sinh tại Mỹ khiến không ít người tò mò. Dù trải qua thời gian gần 4 năm yêu nhau, nhưng mới đây, trên trang cá nhân của Nguyên Nguyên đã trải lòng về mối quan hệ hiện tại của hai người. Trong trạng thái mới nhất của Nguyên Nguyên, bạn gái cầu thủ Minh Vương khẳng định cả hai đã kết thúc mối quan hệ. Và hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu Minh Vương, Tiến Linh và loạt cầu thủ chia tay bạn gái trong năm 2019 nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất. Tạm biệt! Đối với nhiều người, chuyện yêu đương rồi chia tay thật là quá bình thường. Tuy nhiên, với những người nổi tiếng và nhận được sự quan tâm như cầu thủ Việt Nam thì vấn đề tình ái luôn gây được sự chú ý. Trở về từ giải U23 châu Á ASEAN năm 2018 và những giải đấu thành công hơn trong năm 2019 đã khiến các cầu thủ Việt Nam được quan tâm nhiệt tình. Không chỉ thế, bởi họ toàn là những người trẻ trung, điển trai nên chuyện tình cảm yêu đương cũng nhận về nhiều sự chú ý hơn. Và cũng như nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống, cầu thủ cũng có những câu chuyện tình yêu drama khiến người ngoài cũng phải chú ý hóng theo đấy. Mới đây, khi bạn gái của Minh Vương lên tiếng xác nhận cặp đôi đã đường ai nấy đi, cư dân mạng lại có dịp lôi ra để bàn tán. Và sau đây là danh sách loạt cầu thủ Việt Nam chia tay trong 2019 để xem trong các chàng trai áo đỏ của chúng ta ai là chậu chưa có bông nhé. 1. Minh Vương, Nguyên Nguyên. Ngày 18 tháng 12 tại trang cá nhân, Nguyên Nguyên 25 tuổi, bạn gái cầu thủ Minh Vương chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại của hai người. Theo đó, cô khẳng định mình và tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đường ai nấy đi, song vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và xem nhau như tri kỷ. Mình cũng tiếc cho một mối tình đẹp trong suốt 4 năm qua vì đã không còn được tiếp tục nữa, nhưng mình cũng rất vui vì dù gì thanh xuân cũng đã từng có nhau, gặp được nhau là một sự may mắn và hạnh phúc, cô viết. Nguyên Nguyên cũng đã chia sẻ cô và Minh Vương đã chia tay nhau trong bình yên. Đối với hai người, việc từng ở bên nhau trong khoảng thời gian dài, nhất là khi sự nghiệp của Minh Vương gặp khó khăn thì khi hết duyên, không có lý do gì phải trở thành người dân cả. Bên cạnh đó, dù không còn bên nhau, Nguyên Nguyên khẳng định gia đình, bạn bè cô vẫn luôn yêu quý, coi Minh Vương như một thành viên trong gia đình và ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của anh. Cảm ơn thanh xuân vì đã cho mình gặp được một chàng trai tuyệt vời như vậy, 9X chia sẻ. Trước đó, tin đồn rạn nứt của tiền vệ 24 tuổi và bạn gái xuất hiện vào đầu tháng 12 khi cả hai đăng các story ẩn ý chuyện đổ vỡ tình cảm. Bên cạnh đó, Nguyên Nguyên cũng xóa hết ảnh chụp chung hay là hình mặc áo đấu của Minh Vương tại trang cá nhân. Cuối tháng 6 vừa qua, Nguyên Nguyên cũng chia sẻ cô và Minh Vương gặp không ít khó khăn khi yêu xa. Đôi trẻ bên nhau 4 năm nhưng có tới gần 3 năm yêu xa. Yêu xa rất khó, thực sự rất khó, phải có đủ sự tin tưởng, cảm thông, thấu hiểu vì đôi lúc cũng tủi thân lắm. Mình và anh quen tới bây giờ cũng gọi là kỳ tích lắm rồi, 9X viết. Trần Minh Vương, 24 tuổi, hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Anh nhận được nhiều sự chú ý khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc tại ASEAN năm 2018. Nguyên Nguyên, 25 tuổi, quê Gia Lai, nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai chuyện tình cảm với cầu thủ Minh Vương. Cô hiện cùng gia đình định cư tại Alabama, Mỹ. 2. Quang Hải, Nhật Lê. Chuyện tình của quả bóng vàng Quang Hải nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, anh chàng yêu cô nàng Nhật Lê nhiều năm. Hải chính là anh chàng năm 17 tuổi của cô gái trẻ. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, tin đồn đường ai nấy đi của cả hai đã rộ lên. Dù không chính thức tuyên bố, song nhìn những động thái trên mạng xã hội cũng đủ hiểu mối tình này của Quang Hải đã chấm dứt. Ngày sau đó, cầu thủ Hà Nội đã liên tục dính tin đồn tình cảm. Hải được cho là qua lại cùng hot girl 1m52 Thanh Thủy, bà chủ ở Sài Gòn Thảo My và mới đây nhất là chủ tiệm nail Huyền My. Trước SEA Games 30, những tin đồn về chuyện Hải yêu Thanh Thủy được chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại một spa được chia sẻ khắp nơi khiến ai cũng nghĩ rằng hai người có quan hệ yêu đương. Tuy vậy, trong khi Hải đang thi đấu tại SEA Games thì một nhân vật khác khiến các suy đoán của cư dân mạng bị việt vị. Cô gái chủ tiệm nail Huyền My đã chủ động đăng tải những tấm hình liên quan đến Quang Hải. Đoạn chat quan tâm tuyệt đối của Hải dành cho My khiến nhiều người càng tin tưởng và phán đoán rằng cô chính là đương kim bạn gái của cầu thủ gốc Đông Anh. Không chỉ thế, Quang Hải cũng chăm chỉ thả tim, bình luận vào ảnh của My. Một người bạn còn bình luận vào bài đăng chúc mừng sinh nhật của em Huyền My và gọi Quang Hải là anh rể. Fan của Quang Hải tràn vào Instagram của gái xinh này và liên tục đặt những câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Huyền My chỉ nhẹ nhàng xin phép không trả lời, nhưng mong em luôn ủng hộ anh dù người yêu anh có là ai. Úp mở như vậy khiến người khác càng tin tưởng hơn nữa. Tuy vậy, có vẻ như chuyện tình của Quang Hải sẽ không được dễ chịu cho lắm khi dân tình tỏ ra tiếc nuối cho Nhật Lê. Bởi vậy, Hải đã đăng một story nói thẳng quan điểm của mình. Quang Hải cho biết mình chưa từng ruồng rẫy bất cứ một ai và có những việc đã từng níu kéo nhưng bất thành.
Sau sự việc này, những tin đồn lao xao về chuyện tình yêu của cầu thủ sinh năm 1996 cũng đã lắng xuống dần. Đúng là đau đầu thật sự, hy vọng rằng Quang Hải có thể giải quyết được hoàn toàn những chuyện hậu trường và tiếp tục đạt những thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. 3. Nguyễn Tiến Linh, Ngọc Quyên. Mới đây, người hâm mộ chợt phát hiện ra dường như là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chia tay bạn gái từ bao giờ. Bắt nguồn từ bức ảnh mà Ngọc Quyên, bạn gái Tiến Linh đăng lên mạng xã hội khoe việc cô nhận được chiếc nhẫn cầu hôn giá trị. Cô gái xinh đẹp đăng chụp lại chiếc nhẫn và nói ngọt ngào rằng em đồng ý. Tuy nhiên, dân tình nhanh chóng nhận ra rằng người tặng chiếc nhẫn có lẽ không phải là cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, người mà Ngọc Quyên từng yêu say đắm, đăng vô số ảnh ngọt ngào khiến fan phát hờn. Bởi Tiến Linh lúc này đang khá bận rộn khi tập trung ở đội tuyển Việt Nam. Trên Facebook, Instagram cá nhân, cả hai đều đã xóa sạch ảnh chụp chung cùng nhau. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân của Ngọc Quyên, khoảng hơn một tháng trước, có bạn bè chung vô tình tag tên Tiến Linh dưới ảnh Ngọc Quyên. Cô nàng chỉ bình thản đáp lại rằng mình chỉ còn là bạn bè với Tiến Linh mà thôi. Như vậy, nhiều khả năng đôi trai tài gái sắc mặn nồng một thời này đã mỗi người một ngã. Nguyễn Tiến Linh, sinh năm 1997, là cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự kỳ vọng của tuyển Việt Nam. Mới đây, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo đôn từ U22 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam cùng với một cái tên khác, Nguyễn Trọng Hùng. Chuyện tình của chàng cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương và cô gái dạy múa Ngọc Quyên từng được mọi người ngưỡng mộ bởi cả hai không ngần ngại dành những lời yêu thương nồng thắm dành cho nhau. Bởi vậy, câu chuyện chia tay của cặp đôi chị em này có lẽ là sẽ để lại những tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ. 4. Bùi Tiến Dũng, Thanh Mèo. Sau khi trở về từ ASEAN năm 2018 cùng đội tuyển Olympic Việt Nam, hình ảnh Tiến Dũng tay trong tay cùng một cô gái được chia sẻ. Được biết, cô gái đó là Thanh Mèo, sinh năm 1996 và là con gái của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực spa nhà hàng. Thanh Mèo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng sexy, nóng bỏng. Cô cũng khiến dân mạng trầm trồ vì thường xuyên khoe ảnh dùng hàng hiệu du lịch sang chảnh. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2019, Thanh Mèo thường đăng tải những tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân. Cô và Bùi Tiến Dũng cũng không tương tác gì trên Facebook của nhau nữa. Trước đó, Thanh Mèo chơi cùng hội Mai Hà Trang, Hoàng Anh, Nhật Lê, vốn là bạn gái các cầu thủ nhưng cũng không còn giữ các ảnh chụp chung. Dân mạng suy đoán rằng cô và Tiến Dũng đã đường ai nấy đi. Đến tháng 10, nhiều người cho rằng thủ môn người Thanh Hóa đã có bạn gái mới khi bắt gặp anh cùng một cô gái vào cửa hàng tiện lợi. Danh tính của cô đã sớm được tìm ra. Cô là Phạm Khánh Linh, hiện là MC, kiêm biên tập viên của VTVCast. Khánh Linh xinh đẹp và sở hữu phong cách thời gian cực trớt cùng lượng follow khá lớn trên trang cá nhân. Ngay sau khi vướng vào những tin đồn, cô gái đã lên tiếng giải thích rằng chẳng có tình cảm gì với Tiến Dũng, nhưng không được. Cô cũng tỏ ra bực bội khi nhiều người tỏ ý không tin tưởng bằng lời đáp trả. People believe what they want to believe. Tạm dịch là người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin. Tuy vậy, khi tham gia một chương trình về SEA Games 30 với vai trò là khách mời, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng được hỏi là sẽ yêu cầu cầu thủ nào nếu được lựa chọn. Trả lời câu hỏi này, nữ MC cho biết, em nghĩ nếu mà được chọn để yêu một cầu thủ thì chắc chắn sẽ là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này, nhưng xoay cho dân mạng như chóng chóng như thế này thì cũng thật mệt mỏi quá đi thôi. 5. Văn Toản, Nguyệt Hà. Sau SEA Games 30, Văn Toản là một trong những cái tên mới được khai quật khiến dân mạng chú ý. Tuy vậy, nổi tiếng chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến, Văn Toản bị bạn gái cũ là Phạm Nguyệt Hà tố cắm sừng trên mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ vài ngày trước, chuyện tình của Toản và bạn gái hiện tại Lê Thu Uyên khiến người ta suýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi. Theo Nguyệt Hà, thì Văn Toản và cô yêu nhau được một thời gian nhưng không công khai mối quan hệ. Một ngày, Hà phát hiện Văn Toản đi thả tim ảnh của Thu Uyên. Cô gái này ngay lập tức chất vấn bạn trai. Ấy vậy, nhưng Văn Toản tỉnh bờ đáp lại, em bị cấm sừng rồi đấy. Và mình cảm thấy có lỗi và mình đã nói lời xin lỗi với bạn. Bạn bảo mình giữ lại, vậy thì mình giữ lại cho mình luôn ạ. Đọc được những dòng này, dân mạng cũng cảm thấy bất ngờ quá đỗi. Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao. Thu Uyên, bạn gái hiện tại của Văn Toản nhanh chóng đáp trả. Thật buồn cười, sao không thấy Nguyệt Hà đăng từ trước vậy nhỉ? Giờ thấy nổi rồi mới quay ra phốt hả? Mình xin phép không trả lời thêm gì nữa nhé. Và mình muốn khẳng định lại, đó không phải là sự thật. Mong Nguyệt Hà để yên cho người yêu của mình tập trung tập luyện, đừng phá bọn mình nữa nhé. Mình cảm ơn. Nguyệt Hà đã đọc được ngay tức khắc về trang cá nhân viết thẳng status. Vị thế của mình đang đứng, những thành tựu nhỏ bé mình đạt được, không bao gồm chiếc sừng, thì các bạn nghĩ mình có cần dìm ai để tự đẩy mình lên hay không? Nói nhiều mất hay. Thậm chí, cô gái này còn đánh thép, gọi Thu Uyên là Tuesday. Cô cũng tố Văn Toản, không chỉ biết bắt ca hai tay mà còn nhiều tay nữa. Tuy nhiên, câu chuyện cuối cùng đã dừng lại. Tình cảm của Thu Uyên và Văn Toản vẫn thể hiện đều đặn trên trang cá nhân. Vào năm 2019, đúng là nhiều sóng gió tình trường với các cầu thủ. Hy vọng rằng sang năm mới, họ sẽ sớm ổn định hơn để có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào bóng đá, đạt thêm được những thành tích cao hơn nữa. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!